đã là chỗ bạn bè, anh em thân thiết, khó tránh việc đôi khi có sự vay mượn, những lúc khó khăn hay có khi có việc cần thiết. Thế nhưng, mọi người cũng có truyền tay nhau câu nói nghe có vẻ phũ, nhưng thật ra không phải là không tốt cho cả đôi bên. Không phải lúc nào cũng gật đầu khi bạn bè, người thân nhờ giúp, tránh mất của, mất luôn cả tình nghĩa. Và trường hợp đó đã đúng với anh chàng tội nghiệp dưới đây. Cụ thể, thanh niên này than thở rằng, con anh họ bên vợ, nhà cũng có điều kiện, đợt 2 tháng nay đều như vắt chanh, cuối tuần lại mượn xe về quê. Nhưng điều đáng nói là, ông ấy có kiểu mượn xong chẳng bao giờ đổ xăng và rửa xe. Chủ thân nhấn mạnh, mấy lần trước không tiện nói và vì cũng có thời gian đi dọn dẹp, nhưng đến một ngày thì không thể nhìn được nữa. Khi nhìn chiếc xe lắm từ ngoài vào trong, mở cửa xe nồng nặc mùi cá tanh kinh khủng. Sau đó, chính chủ có nhắn tin nhắc nhở thì nhận về màn phản đem rất thái độ từ ông anh rể. Người này đã dỗi và còn mỉa mai, thôi sao không dám mượn xe chú nữa. Xe vàng xe bạc của chú rửa hết bao nhiêu cho anh xin cái hóa đơn, anh thanh toán nhé. Chưa hết, ông anh vợ đã đăng story mang tính chất cà khịa em rể, khiến chính chủ cũng phải áy náy, hay tại mình khó tính quá. Sau khi sự việc được đăng tải lên mạng xã hội, dân mạng đa phần đều bất bình trước thái độ này của người anh, cho rằng của mượn dù có là xe đắt hay xe rẻ đều cũng phải giữ gìn cho khổ chủ. Còn bạn cảm thấy sự việc này như thế nào? Hãy cùng chia sẻ với phòng bình luận nhé!